Thì bữa hổm tôi giới thiệu tổng quát về Pháp rồi phải không? Mới nói về tổng quát thôi hả? Tức là cái chữ Pháp á, để ý cái này nè, chứ không nói không có được. Cái chữ Pháp á là nói chung là nói bằng cách khác, cái tên khác tức là tất cả những cái vật chất, tất cả những vật chất từ lớn chi nhỏ, nhỏ như là đầu sợi lông nheo, nhỏ như là hột vi trần, mà mỗi mỗi nó có cái hình dáng, có kích thước, có khuôn khổ, có quy mô cao thấp, có màu sắc, có lớn nhỏ nặng nhẹ vân vân. Thế thì là mỗi một cái thứ vật chất vậy đó, để cho người ta nhìn nó là nó, mà người ta không lầm vật này với vật khác. Ta nhìn qua nó là nó, chứ không thể lẫn lộn được. Thế thì mỗi một thứ như vậy đã đều gọi nó là vật chất hết. Thế thì cái chữ Pháp ở trong Phật giáo là mỗi một cái thứ vật chất lớn nhỏ như vậy, dù lớn dù nhỏ, đều là gọi là một Pháp. Do vậy cho nên là ở thế gian người ta ha, thế gian người ta tổng kết lại hết đó là nó gồm có khoáng vật, động vật và thực vật. Thì nó tổng quát hết vạn pháp nằm trong ba cái thứ đó. Còn trong Phật giáo tổng quát hết vạn pháp nó gồm trong cái chữ, trong sáu cái từ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì mỗi mỗi như vậy là đều gọi nó là pháp đó. Thì là pháp đó, nó có pháp tánh và pháp tướng. Pháp tướng tức là những cái hiện tượng vạn hữu trên cõi đời này mà ta nhìn ta thấy từng món, từng vật, từng cái, từng sự việc. Thế thì mỗi mỗi cái như vậy, giống như tôi nói nãy đó, mỗi mỗi cái mà ta nhìn ra nó là nó không lẫn lộn nhau được. Mỗi thứ vật chất như vậy, có hình dáng, kích thước, khuôn khổ, quy mô, màu sắc của nó như vậy, thì cái đó tôi gọi đó là pháp tướng. Pháp tướng là mỗi một cái hiện tượng, sự vật nó có một cái dáng vẻ, một cái tướng trạng, cái hình thù khác nhau, gọi là pháp tướng. Ví dụ như hòn núi thì nó có cái dáng vẻ của hòn núi, con sông, biển, đất liền, cây, rừng. Trong có cây rừng thì không biết bao nhiêu ngàn thứ cây rừng, cỏ không biết bao nhiêu ngàn thứ cỏ, đó là thuộc về thực vật. Còn nói về động vật ra thì là từ con người cho tới tất cả những cái thứ có biết tham sống sợ chết. Mỗi mỗi thứ như vậy cũng đều gọi là một pháp, nhưng mà nó thuộc về động vật. Còn những khoáng vật thì tất cả những cái đất đai núi, cả cái thứ mỏ ở trong mỏ, trong khoáng sản như là vàng, bạc, đá quý, chì, thiết, thau, các cái thứ mỏ quặng hết đều gọi là pháp hết. Chữ pháp là vậy đó. Mà cái mà có hình tượng mình kể ra được như tôi nói nãy giờ đó gọi là pháp tướng.
tức là cái tốn trạng của các Phật, tức là hiện tượng sự vật. Thế thì đứng bên đạo pháp tướng mà nói đó nè, thì trong đạo Phật của mình nó có cái môn học thuộc về pháp tướng, tức là pháp tướng duy thức học. Học về duy thức là học về pháp tướng, chia sẻ về cái tính chất của hiện tượng sự vật. Trong đó có con người và tâm lý của con người, sinh lý của con người và tâm lý của con người, ta chia sẻ ra gọi là pháp tướng. Tôi nói thí dụ như giờ con người của mình vậy, thì ở trong con người là một loài động vật cao cấp hơn tất cả những loài động vật khác. Thì cái thân của con người thì có ngũ quan tứ chi kết hợp bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức kết hợp bằng thất đại, gom lại là sắc thọ tưởng hành thức, nó kết hợp lại thành ra cái ngũ quẩn, nó kết hợp cái đó, các cái duyên đó nó thành ra loài động vật cao cấp, đó là con người. Thế thì con người nó có ngũ quan tứ chi, nó có kết hợp bằng thất đại bằng ngũ quẩn, đó là phân tách như vậy đó. Thì dựa trên nó gọi là pháp tướng, dựa trên cái hình tướng của con người. Thì cái hình tướng con người như thế, rồi còn ở trong con người đó người ta phân ra, nó có những cái thứ tâm mà người ta gọi đó là tâm, tâm sở hữu pháp, tức là nó cũng là cái pháp mà cái pháp sở hữu của tâm. Thí dụ trong con người thì nó có những cái thứ tâm sở thiện, tâm được gọi là tâm sở, tâm sở tức là cái sở hữu của tâm vương. Trong con người nó có tâm vương và tâm sở. Tâm vương là ví dụ như là con mắt thì nó có cái thấy nó gọi là nhãn thức. Con mắt thì gọi là nhãn căn, cái thấy gọi là nhãn thức. Cái lỗ tai này, cái vành tai, lỗ tai này là gọi là nhĩ căn, mà cái nghe thì gọi là nhĩ thức. Lỗ mũi thì gọi là tỷ căn, mà cái công dụng ngữ của mũi là gọi là tỷ thức. Lưỡi là thiệt căn, mà cái công dụng nếm của lưỡi ta gọi là thiệt thức. Thân ta gọi là thân căn, mà cái công dụng nhận thức xúc chạm nóng lạnh trơn láng dính nhám ta gọi đó là thân thức. Rồi ý là gọi là ý căn. Ý căn hồi xưa cách đây mấy trăm năm ta không nói ý căn, ta nói nghe khó hiểu. Nhưng mà theo tôi bây giờ thì tôi nói thẳng ra là ý căn tức là cái óc của con người. Cái bộ óc của con người là ý căn, nhãn căn là con mắt ha, bộ óc là ý căn. Cho nên là tôi mới nghe nói có một vị nào đó mà tai nạn mà lưu thông đó, rồi cái đầu nó vỡ sọ, rồi lấy cái óc tôi múc ra tôi cất, tôi cất cái óc để tôi nuôi. Khoa học giờ có thể họ nuôi sống cái óc, nó sống thời gian dài lắm á, nó không có hư. Thì chờ chừng nào mà cái thân nó lành rồi đó, ta đem ốc nó để vô, ta nối thần kinh lại. Còn cái lúc mà cái ốc lấy ra đó thì cái thân thì còn thở đàng hoàng, thịt không có thối, nghĩa là còn sống vẫn nuôi được, nhưng mà không biết gì hết.
không có tư duy được, không tư duy nhận thức gì được hết. Thế thì là bao nhiêu đó đó thôi ha, nhà khoa học mà mình có thể nói rằng là óc là ý căn, là cái căn của ý, là cái chỗ mà để cái tư duy nó nương vào đó mà nó có, nó sinh ra cái tư duy, cái nhận thức. Thế thì ý căn nó có cái sự tư duy nhận thức, người ta gọi là ý thức. Thế thì sáu cái thức như vậy tức là sáu cái thức tâm vương. Ngoài ra nó còn có hai cái thức nữa gọi là mạt na thức và a lại gia thức. Cái a lại gia thức đó là cái mà tôi nói ví dụ như giờ cái ốc nó đã móc ra rồi. Con mắt thì có thể hết thấy, lỗ tai cũng có thể hết nghe. Vậy là tất nhiên là không có phân biệt rồi, bởi vì cái óc lấy ra rồi thì đâu có phân biệt được. Thế thì con mắt có thể hết thấy mà lỗ tai có thể hết nghe, mà người đó vẫn còn sống. Cái óc thì hết biết ha, vậy mà người đó vẫn còn sống. Thế thì cái sống đó là cái gì? Đó là cái duy trì cái mạng sống đó, là trong Phật học này gọi đó là a lại gia thức. Nó duy trì cái mạng căn tồn tại. Chứ còn mắt thì hết thấy, tai hết nghe, mũi thì hết biết hương rồi, lưỡi thì hết biết vị rồi, thậm chí không có ăn nữa mà. Thân thì hết biết xúc rồi, hết biết nóng lạnh rồi. Ý thì không còn tư duy, vậy mà còn sống được. Khoa học bây giờ người ta nuôi trong cái chỗ mà hồi sức đó ha, người ta nuôi còn sống được. Báo đăng, tôi có đọc cái bài báo, có một cái bà đó, người ta nuôi đâu mấy chục năm á, nghĩa là hoàn toàn, nghĩa là lục căn coi như không có hoạt động, mà nuôi mấy chục năm sống được, tới chừng nghĩa là đâu là 60-70 năm gì đó mới tỉnh ra, coi như một giấc ngủ dài rồi tỉnh ra thì mới biết. Nhưng mà cái biết đó thì nó không có dính dáng với trần gian, thành là cái biết đó thì biết vậy thôi, chứ còn cũng có hiểu biết giống như là người thường mình được. Thế thì thời gian dài mà lục căn không có hoạt động như vậy mà con người còn sống đó, thì cái đó trong đạo Phật ta gọi đó là đệ bát thức, cũng gọi là a lại gia thức. Rồi đương nhiên là khi nào mà còn cái đệ bát thức đó, có đệ bát thức thì luôn luôn là có cái mạt na thức, để nó duy trì cái sự sống, nó bảo hộ cái tính chất, gọi là để giữ gìn cái bản ngã của nó. Do vậy cho nên là dù cho có nằm trên thiếp 70 năm giống như tờ báo đăng ha, mà tới chừng biết thức dậy rồi, cảnh thức rồi, thì lúc bây giờ ai động tới là biết đau, ai châm đụng lửa vô là biết nóng. Mà biết nóng là nóng cái này nhẹ nhõm, châm vô cái biết đau nhẹ nhõm. Thì cái công dụng đó, đó trong duy thức học nó gọi đó là cái công dụng bảo vệ chấp ngã, đó là cái biểu hiện của mạt na thức. Thế thì là tám cái thức như vậy đó, ta gọi là về mặt mà pháp tướng duy thức học, ta gọi là bát thức tâm vương. Chữ vương có nghĩa là chủ. Tám thức đó là tám thức chủ động trong cuộc sống của con người, cho nên gọi là tâm vương. Ví dụ như ông vua vậy, vua là chủ động trong triều đình, trong một nước, quyền hành tối thượng. Còn tám cái thức đó là pháp tướng duy thức học, người ta gọi là bát thức tâm vương. Nó là chủ động trong cuộc sống của loài động vật, của con người.